Shop nhao.vn Acli Quân giá rẻ chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, xin chào mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Kali, một vị tướng pháp sư của Liên Quân Mobile. Đó, Kali giờ mình phải cười. Nó mới đứng chất với cả cái con tướng nha các bạn. Hôm nay mình sẽ đi đứng giữa đối đầu với cả vị tướng mình nghĩ rằng là ai ta. Ủa, trong mạng sao mà gì cái này? Ủa, không có đơn đoàn à? Không có robot à? Ui, các bạn chơi kiểu một xạ thủ, hai xạ thủ, ba xạ thủ, một pháp sư và một đấu sĩ hay sát thủ đây. Ta cù nó thực ra là con tướng giống như là sát thủ đấu sĩ các bạn, nó không phải vị tướng đỡ đòn đâu, máu nó yếu cực rồi. Xong trận này mình không biết mình sẽ đối đầu với ai đây. Mình đoán là một là Paine, hai là Elsu, đấy là hai cái vị tướng mà mình sẽ đối đầu ngày hôm nay. Kali thì lâu rồi mình cũng chưa chơi vị tướng này. Bây giờ vị tướng Kali nó có khả năng vừa sử dụng cái chiêu cuối là mình vẫn có thể sử dụng thêm cái chiêu 1 cũng chiêu 2 được ấy các bạn. Nghe nói là mạnh lắm, không biết có mạnh không. Lâu rồi không chơi. Nhìn Elsu đã tù rồi, GG đi. Ui, moment em bạn. Em moment em mình chơi gì mà chơi hăm dọa em bạn thế đấy nào. Ta mới vào đã chê em bạn gọi là này nọ các kiểu các thứ rồi. Tí nữa nó lại bắn cho đấy. Ôi ơi, mới mới nói xong nó bắn cho tét mông tôi rồi. Nó bắn này, bắn này, bắn này, bắn này. Ôi ơi, vãi cả trường à. Ôi giời ơi, ghê quá. Mới vào thôi anh ta đã bắn cho mình hai phát rồi. Xem thì dụng trứng rồi các bạn ạ. Ô men ơi, có ngon là ra solo Meo Su đi này. Bạn chửi nó bắn cho mình mấy phát đau hết cả mông người này. Nguy hiểm quá cơ. Vãi cả trưởng nhìn nó. Hai phát các bạn ạ, nó bắn cho hai phát. Thốn đến giận rốn luôn. Này này này, bắn này. Úi giời ơi, rồi, Omen đang đánh nhau với cả vị tướng Paine. Vâng, một cái pha combo solo kill. Omen là người chiến thắng. Paine đem mạng lại sắp mặt rồi, thôi xong. Căng quá nha. Su nó bắn tỉa mình cứ piêu. Hú hồn con trồn còn nguyên này. Hết hùn. Chơi nó. Tuổi trẻ. Tuổi trẻ gì vậy? Sao tuổi trẻ tay cao hả? Hay là tuổi trẻ chưa trải sự đời. từ bà ăn đúng không? Làm gì mà căng. Rồi xong, thanh niên gọi là Noka Rat băng trụ đập luôn à. Lát ăn hành à? Này thì ăn hành này vô đây. Vô đây mình chơi nhau đi các bạn ơi. Cà phê đi kìa. Hello baby Sasiger. Ôi giời ơi. Ủa, Sku đâm tốc biến, đấm luôn à bạn. Máu thế nhở, máu như thế mà coi được nhở. Úi dồi ôi. Rồi xong, xin lỗi bạn. Wow, chết tôi, bắn. Ý, hụt rồi, né chiêu hay quá. Ui, xem nó thì lại teo rồi. Nguy hiểm quá. Ok. Đi. Tiếp theo, mình sẽ nhờ giày thép. Đó, nhớ vô nào. Không việc gì phải ngại cả, đúng không các bạn? Mọi người đang xem clip của mình, đăng ký kênh và ấn like ủng hộ giúp mình với nha. Nãy giờ thì vẫn ba con số không tròn chỉnh thôi. Mình đi đứng giữa mà, mình đã nói rồi đấy. Những clip trước đây mình đã nói rất là nhiều lần rồi. Đó chính là mình gánh tem trong cái trường hợp mình đi rừng hoặc đi AD thì mình mới gánh tem thôi. Chứ mình đi đứng giữa, ngay cả đi top thì nói thật ra một câu thì mình chỉ ôm trụ được thôi các bạn ạ. Không phải là phế vật nhưng mà cũng khó để mà gánh được tem nó. Đau. Bắn cái mỏe luôn bây giờ chứ ý kiến ấy gò hả? Ý kiến gò không? Thì mình không gánh nổi tem đâu, tại vì đánh gà lắm. Này thì trốn này. Ui, ba thằng trốn trong cái bụi lùm các bạn ạ. Làm gì mà đông dữ vậy ta? Rồi đang có lốt bay vào như một vị thần rồi. Anh ta đang múa lửa lắc mông. Anh ta đang dồn sát thương vào tem bạn. Rồi anh ta chạy quéo cung cua luôn. Ôi, tưởng thế nào chạy sấp mặt thế à? Bắn nè này đi. Bắn nè các bạn ơi. Bắn nè. Ui rồi ôi, thôi xong. Thế méo nào mà vị tướng ở đâu mai thì mình lan mạng vào đấy gì? Vô lý. Quá là vô lý luôn.
chơi nè. Piao, chuẩn bị, hãy xem đây. Ái rồi ôi. Ủa sao con Penne nó ở đường trên kia, nó chạy xuống tít đường dưới này làm gì chứ? Chạy xuống tít đường dưới này làm cái gì? Làm cái gì căng vậy? Ôi giời, bụp một cái nổ hết cả mông nha. Sướng nha, về nha. Giờ mình sẽ lên cho cái món đó Ngọc Đại Pháp Sư nha các bạn. Đăng lên Ngọc Đại Pháp Sư. Ý. Mình đầy máu nhưng mà thiếu mana các bạn ạ. Bắn nó luôn. Đi đâu con sâu ơi, ái dồi ôi. Nó bắn trong thường cái thôi. Cắm đầu cắm cổ chạy về các bạn ạ. Không có mana để mà đối đầu với nó chứ. Cái chiêu 2 của vị tướng Kali thì mình thấy nó cũng khá là lợi, tại vì nó được tăng thêm tốc độ chạy nữa. Trước đây thì không được tăng đâu, sau khi được nằm lại rồi thì có thể gọi là tăng tốc độ chạy nữa các bạn. Được cộng thêm tốc độ chạy, sướng vãi trưởng. Cần kích hoạt chiêu 2 phát là chạy. Ôi giời ơi, tội quá, quá là tội luôn. Tội nghiệp vị tướng AD tam bạn ha. Chạy ra đường giữa nhong, Nagrod nó bụp cho phát chết ngắt. Trời ơi là trời, thấy thương ghê luôn á. Đâu rồi ta, tam bạn đâu rồi ta? Nagrod ơi, bạn giữ đường giữa giúp mình với. Mình xuống dưới đây, mình gọi là sấy cho tam bạn, gọi là quéo con cua coi, chuẩn bị. Ôi ơi, ôi đều kinh nha, bắn nè đấy đi. Oma sao không thoáng luôn. Sợ à? Ôi, thế bạn này sợ quá hả? Sợ quá hay đi về thôi. Mình cũng đi về. Súc vật eo su, vãi trưởng chửi ạ. Chết có mạng một cái bạn ấy chửi, súc vật eo su. Vãi cả trưởng. Càng quá, chơi game mà đi chửi tem bên bạn thế nào nhỉ? Vô lý. Quá là vô lý luôn. Ôi trời ơi. Nào, anh làm sao? Bây giờ anh như nào? Ôi giời, ở đâu rồi? Đâu đây, con hàng. Con hàng này đi đâu? Ôi giời ơi. Bắn vào cái bóng của vị tướng Pioneer nó cũng chết các bạn ạ. Tội nghiệp thanh niên Pioneer quá. Bắn bóng không cũng chết nữa. Đời nó đen. Tại vì bạn ấy còn ít máu quá, đang xài cái chiêu để mà chạy. Đang xài chiêu mà chạy này. Chơi nó. Ủa chứ có chiêu cuối mới cay chứ. Vãi cả trưởng. Làm sao? Bây giờ thì làm sao? Chơi nó luôn. Ôi giời ơi. Rồi đấm rồi, đá rồi, pha nhau rồi. Quánh nhau rồi. Nagrod chạy đi bạn ơi, chạy đi không phải chết nhá. Em su kìa. Em su đang truy sát Nagrod kìa. Sợ quá cơ. À, cái gì vậy? Khốn nạn. Chơi nè. Cứu mình với bạn ơi, cứu mình với Nag ơi. Ôi Nag ơi, hay quá bạn ơi. Trời ơi, tội em su ra mặn quá cơ chứ. Cả khi đó các bạn, tội quá là tôi luôn tưởng ăn được mình rồi chứ. Ai ngờ đâu Na nó ra nó phang cho, sấp mặt luôn. phê liền. Đâu rồi, các bạn ơi. Không có lính hả? Cứ từ từ rồi khoan, nó cũng nhừ thôi các bạn. Bình máu. À có mắt. Cavani nè, chạy đi bạn ơi, chạy đi đâu con sâu này. Ôi giời ơi, một em là hai em. Oh yeah, what, lâu quá, chạy, chết tôi, cứu mình với, help con Amami, chạy đi, tốc biến thôi, nhu mì ăn nhì, 36 kế, chùa là thượng sách các bạn ạ, chuẩn bị này, solo khô máu luôn bạn ơi. Ui dồi ôi, mém chết mình á. Mình là mém chết rồi, nó cũng mém chết các bạn ạ. Na nhảy đâu vậy bạn hả? Hiện tại mình đang có con búa xanh này các bạn. Ô, không chịu về à? Thế thì bạn ngu người rồi bạn ơi. Trời ơi, tội tao nên đem mặt quá cơ chứ. Ngoan. Đấy, lại tội à? Sao mà tội nghiệp thế nhở? Đấy, tội này là tội nghiệp nha các bạn.
chứ không phải là tội lỗi. Chứ không phải là mình giết bạn ấy đâm ra mình cảm thấy mình tội lỗi, mà cái này là tội nghiệp nha các bạn. Tội nghiệp có nghĩa là thương bạn ấy á. Trời ơi thương quá, thương quá, thương quá. 3-0 rồi các bạn ơi, sướng. Mấy pha mình mém chết các bạn ạ. Còn tí thì tí máu vẫn chạy được. Chắc vì tưởng mấy thanh niên tem bạn chắc là ưng chế lắm. Bay vào đây mà kiếm chuối này. Bay vào đây, loi phèo nè. Xảo xảo hả, xảo xảo hả. Thôi đi về. Về tập trung farm cái đã rồi tính tiếp. Tập trung farm cái đã rồi tính tiếp. Bum 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 bum. Bum 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 bum. OZ Khmon, OZ Khmon baby nè. Có con mắt ở đây, có con mắt ở đây, có con mắt ở đây. Có con mắt ở đây, OZ. Trời nó, bắn nè nó đi. Ê, cứu mình với. Help me. Ai rồi ơi, cứu mình với. Úi giời, mày. Ăn em hả? Anh dám ăn em hả? Tội nghiệp anh lắm luôn á. Cũng chết rồi. Ăn làm sao mà sống được. Ui giời, bạn. Nó bay cho mổ xa nhờ. Xa tít mù tắp luôn á. Xa tít mù khơi luôn á. Ôi ôi. Bọn này ngu quá, phải cả trưởng. Vãi sao lại chửi đồng đội mình ngu, là ngu thế nào? Trời ơi, người ta toàn rank cao thủ hết luôn mà bây đặt kêu người này ngu, người kia ngu. Không lẽ cao thủ ngu? Phải, thanh niên. Mới 10 chết 13 chết 10 thôi mà làm gì mà chỉ đồng đội ghê vậy? Không đủ tầm đánh với tao, phải không? Đúng rồi đó, không đủ tầm đánh với tao, ghê. Vãi không đủ tầm ạ. Chơi nó. Bay nè. Ui giời ơi. Bay vào đây. Bố mày chấp cao thủ dễ rách. Vãi cả trưởng cao thủ dễ rách ạ. Bây giờ nhiều bạn căng quá chơi game. Thua tí cái chửi om sòm. Ôi giời ơi. Đó thấy không, các bạn thấy không? Các bạn thấy gì chưa? Đâu phải các bạn mấy bạn rank thấp là nó chửi đồng đội đâu. Trời ơi, cao thủ nó cũng chửi như thường à. Nó chửi một cái mức độ gọi là cao sang, rẻ rách nó cơ. Căng lắm ấy chứ. Căng lắm ấy chứ, đùa. Đúng không? Dưới 50 sao toàn ngu hả? Đó các bạn thấy chưa? Trời ơi, nhiều bạn cứ bảo là lên cao thủ người ta không có chửi nhau. Ôi giời, nó chửi nhau như cơm bữa. Ôi giời ơi, có ai không? Cani tầm cuối trận nó bắn cái chiêu cuối của nó xa vãi cả trưởng, mà nhiều vãi cả trưởng. Cái quan trọng ấy, đó chính là cái nó hồi nhanh nữa. Rồi xong bé. Thế nào bé con cua rồi. Trời nó anh em, quay lên anh em ơi. Hãy xem tôi đây. Ui dồi, nó bắn eo su kìa. Với tay mình nó bắn eo su kìa, rụng hết cả trứng ra. Kỉnh quá đi mà thôi. Chết không, không chết à. Về nhà đi các cậu, Rồi xong mình lên triệu bùng nổ rồi, các bạn lần này toang rồi. Giờ mà có con búa xanh nữa thì gọi là vô đối luôn đấy. Ra đây. Chuẩn bị nè, bắn nè nè đi. Chiếu quá trời, con nhà mà chiếu luôn. Chỉ thế thôi, em có đến bên ai, em có yêu đêm một ai. Trời ơi là trời ơi, chạy đi hả ơi. Bắn thiên ngoại nó luôn nè chứ chạy cái gì. Sơi nó đi anh em ơi. Sơi nó đi, ừ hay quá. Chạy đi đâu, ấu gì à, ngon. Mày không đủ tầm gì. Gắt quá. Thì quá là gắt gọn đó. Từ sự cư tem bản đó mà. Càng quá. Phế một sủa lắm Omen. Ủa Omen phế lắm hả? 2-3 mà phế gì? Bình thường đâu có phế đâu. Mình mới phế này. Cái tiếng cho tem là phế vào rồi. Nói chung là trận này chơi game cũng dễ các bạn ạ. Kiểu giống như là mình kiểu như là đi nhong thôi. Đi nhong, không phải bụi không có. Trong bụi này chắc chắn là có. Này thì trốn trong bụi này. Trốn trong bụi các bạn ạ. Phá mắt là đi chứ ba.
Ôi, lại đứng còn đứng đấy nữa hả? Ô, kìa anh như cu thắm, con bắt năm ở xa mới vẹp bắn nó. Chơi nó đi anh em ơi, cu thắm bạn hả? Hổ báo cáo trồn nè, chết méo con cua chưa? Để trâu thế, mình bắn nó quá trời bắn mà nó trâu vãi cái trường các bạn ạ. Trâu ghê nha, ghê. Ai da, ô, con hàng. Ê, trời. Vậy mà nó vẫn giết được mình kìa, vãi cả trường ạ. Mình tưởng pha đấy nó bật cái chiêu cuối nó chạy đi rồi chứ ai ngờ nó vẫn sơi mình luôn. Kinh thật đi. Mình pha đấy mình tốc biến ở hơi lỗi các bạn. Nếu mà tốc biến qua bên trên kia là ngon rồi ha. Nhờn à. Trời ơi. Phải nè toàn bạn nó có vẻ như là nó muốn bắt mình hay sao hết ta. Mình có làm gì đâu trời. Mình chỉ là một vị tướng pháp sư yếu đuối mỏng manh. Không có người bảo kê thôi mà. Nãy may gặp là gặp Elsu Dimit nha. Ghê. Bài này tem bạn ghê quá. Căng quá, cười sợ quá. Y với tao ăn hành hả? Hồi nãy cũng nói câu đó với Omen. Bây giờ thì cũng nói với mình. Chán, chẳng muốn nói luôn. Thôi kệ không sao. Ăn hành chứ ăn tỏi gì. Biết sao, quên là được rồi. Này tiểu báo này, Omen ơi, làm cái gì vậy? Omen. Chơi nó, á, nữa hả? Nguy hiểm. Elsu. Thanh niên Elsu này, xấu quá. Chạy. Trốn. Xấu quá trốn. Đi về. Nhu mày anh nhì, đi về thôi các bạn ơi. Đi về thôi các bạn, cho chúng mày thắng trận này đấy. Vãi có Omen ạ. Chạy nhanh vậy Kali hả? Chạy nhanh chưa? Tội em lắm, em phải chạy nhanh chứ, đánh chết em mà tội em lắm. Chạy nó không kêu chạy nhanh nữa. Đứng lại cho nó đánh chết gì. Nó ỉ nó nhiều máu nữa, hành hung mình. Với lại cái con tướng Pine nó là con tướng sát thủ mà các bạn. Nếu mà mình solo với nó sao đánh lại nó được. Nó hơn nhau với cái chất tướng rồi, solo thẳng mặt sao nó ăn được nó. Nó bập cái chiêu 2 là mình muốn ngoéo càng cua rồi. Kali là kiểu như là một vị tướng cấu rỉa. Có nghĩa là đứng từ xa mình cấu rỉa như thế này, mình cấu này đó. Mình cấu nè đó. Này thì ly này. Ôi chạy. Ôi vãi cả trưởng. Sao mà nó trâu thế nhỉ? Cái con tướng xạ thủ tèo nó không chết đâu chứ. Mấy lần rồi đấy? 2 lần rồi đấy các bạn. Thua rồi nhà kia các cậu. Về nhà đi, cái con Panel nó đang hành hung nhà kia. Nguy hiểm quá. Ừ, nó đập nhà rồi kìa. Ghê quá. Đánh lính ấy bạn. Ừ, đừng có đánh nó làm gì anh ơi, tội nghiệp nó. Đánh lính thôi, tự chủ bắn chết mà. Càng quá. Hấp dẫn. Giờ mình sẽ để cho nó cái món quả cầu băng xương đi. Mấy cái con Pine nó cứ đè mình ra, nó phang mình ấy. Đau lắm, sợ lắm. Không có support sợ lắm. Có support mà nó ruột vào mình là mình cũng chết à. Tại vì mình máu yếu mà. Kiểu này ta chấp trụ là sao ý anh giờ sao áo anh gì gặp Omen nó lại xích đấm lại chua. Thấy Pine mạnh phết nha các bạn. Chắc là hôm sau mình sẽ làm clip về vị tướng Pine đi. Pine thì cái nick này của mình nó không có điểm thông thạo ấy. Trời ơi, muốn làm clip về nó cũng khó nữa, phải đi chơi mệt lắm. Mình cảm thấy mình bận vãi cái trưởng ra. Để mọi người gờ đi cho đánh đấm gì nữa. Đánh đấm gì tầm này nữa? Hãy xem đây. Kiếm mono. Nó đòi ăn mình các bạn ạ. Nó đòi ăn mình. Này bay vào đây mà kiếm chuối này. Rồi chạy đi cưng. Rồi xong chạy đi đâu con sâu. Nó cứ me mình hoài ta. Vô lý này. Phá mắt chơi rồi. Chuẩn bị có chiêu cuối rồi. Hãy xem đây, chết mẹ, quýnh nó đi anh em ơi, đúng rồi, phang đi, xơi đi anh em, chơi nó, ok, hay quá, mày hả bưởi,
vãi cả chết cụ mày đi. Vãi ô men. Đùa nhau à? Bạn đùa nhau à? Đùa nhau à? Ô kìa, ô kìa, ô kìa, ô kìa, ô kìa, ô kìa. Ô kìa, ô kìa, ơi bắn đi này, mày vào đây mà kiếm chuối này. Ôi tem bạn, ôi xôi vãi cả trưởng, quay này tem bạn cứ đi qua đi vào cái hồi chết ngắt vậy. Có vừa làm được cái quần què gì đâu. Rồi ok, win. Trời thắng vất vả quá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình nhá. Bạn nào muốn mua nick của mình và số của mình dưới phần mô tả video hoặc là cái bình luận ở trên cùng ấy nha. Chứ các bạn đừng có vào YouTube tìm số Mạnh Hảo là bị lừa đấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Bye bye.